Tết cái nồi nồi với 125 mới làm vậy nè. Nít nó có bị tình trạng là hay bị rần rung ra đầu á. Thôi thử đi anh. Không, chạy thử ra giờ thôi. Em yêu cầu liên hệ bảo nha. Đây, mấy chiếc này giờ tới Vario. Không có SH Việt Nam 150. Xong rồi tới đi lăng không? Đang bỏ đồ làm rồi. Rồi, anh em yêu cầu liên hệ bảo nha. Chuyên trị bệnh rung rần đầu của Tây Ga.